4 lưu ý lái xe an toàn và tránh mất tiền dịp lễ Tết. Đầu tiên là chuẩn bị đầy đủ giấy tờ xe. Và từ 2 đến 400 ngàn đồng là mức phạt khi bạn không xuất trình được giấy phép lái xe khi tham gia giao thông. Vì vậy, hãy chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết gồm giấy đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, giấy đăng kiểm, bảo hiểm và giấy tờ cá nhân. Thứ hai, không lái xe khi đã uống rượu bia. Từ 6 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 24 tháng là mức phạt mà bạn phải nhận khi nồng độ cồn từ dưới 0,25 đến hơn 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Vì vậy, không lái xe khi đã uống rượu bia hay đồ uống có cồn để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Dây an toàn là trang bị bắt buộc đối với tất cả các mẫu ô tô. Bộ phận này dù nhỏ và đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng đối với hành khách và người lái khi xảy ra sự cố và đặc biệt túi khí cho hoạt động hiệu quả khi thắt dây an toàn. Và từ 300 đến 1 triệu đồng là mức phạt không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông. Vậy nên đừng quên thắt dây an toàn khi lên xe, đặc biệt là hành khách ở phía sau. Và cuối cùng, không vượt đèn vàng. Khi đèn vàng bật sáng, xe chưa được qua vạch dừng nhưng vẫn cố tình đi tiếp sẽ phạm lỗi vượt đèn vàng. Và từ 4 đến 6 triệu, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng là mức phạt mà bạn phải nhận khi không chấp hành đèn báo của hiệu lệnh giao thông. Điều này cũng có nguy cơ gây nguy hiểm cho bạn cũng như người tham gia giao thông. Vậy nên hãy luôn chú ý và chấp hành các hiệu lệnh của đèn báo giao thông. Còn lưu ý nào để giúp lái xe an toàn hơn, hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Và đừng quên follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Volkswagen Việt Nam.